Trở lại trận thi đấu thứ hai, xe đấu thứ hai. Mà tôi chỉ là một kỹ thuật mà khác thôi. Thực sự thì tôi cũng biết cái khả năng lượng của mình là hay. Mình phải cố gắng để đem lại vào một cái gì đó vào trận thi đấu. Nhưng các bạn nghe thì thực sự là hơi chán. Năng của tôi đến đâu thì tôi cũng chỉ có thể thể hiện đến như vậy. Tôm đá hai con về. Bây giờ là không có gỗ để có thể đóng thêm một cái S nữa rồi. Trận bài. Nhảy đời ấy chưa? Vâng, nhảy đời rồi, có BL rồi. BM luôn, một trận thi đấu 10 sớm. Hoàng Nhi cũng là người lên đời rất sớm. Vâng, cánh này sẽ là hai nhà lên sớm đối đầu với nhau. Bãi vàng của Ia rất đẹp. Hoàng Nhi là người cầm quân gì đây? Rogan? Isa.
Và dành tay mình bao về các cơ sở làm ăn này luôn đi anh, cho nó chắc cột. Hoàng Nhi giờ vẫn còn đang ăn voi nhà chính. Thì toàn nhà Hoàng Nhi và nhà cũng khá giàu. Đây rồi, rồi những mỹ đình. Thằng người không biết gì. Tao cũng tê thủ nhà. Hoàng Văn Nhi quyết định đuổi và giết bằng chết con nữ giò này của tôm. Bây giờ Hoàng Văn Nhi đã có tông giáp gì hay chưa? Vâng, tôm có quyết định đánh thế nào đây? Sẽ vào Hoàng Nhi hay là tạt thẳng sang nhà cái tìm? Này, nhớ của Summer, Hoàng Nhi và Ezip. Nó là nhìn là quân gì? Vâng, AC và quyết định đánh chém thủ phủ. Phải thế chứ. Vâng, gặp AC mà anh vẫn còn phải đánh chém thì lo sợ ya. Không phải tin tha thì vâng, các anh chẳng án cái gì cả. Rất nhiều chém mà cái số lượng chém và lạc đà của Hoàng Nhi cũng còn quyền. Không thể bé. Không. Đâu phải
fight done in our way. Có khó thì có thể ăn một ít đi. Cùng quá tuyệt. Quân ở đâu ra mà nhớ đây? Thì vẫn chưa bị thiệt hại gì nhiều ở ngay từ những thời điểm ban đầu. Linda thì chưa biết nhà Mỹ Đình ở đâu. Tôm thì mới chỉ đi được con dò dò vào một cái thì chết luôn trong đấy. Ra sao bây giờ đây? Lấy thang nhà hoặc là nhìn trước. Cái đợt con lặng tà bây giờ chém hết chứ vẫn chém tạo một con còn quân kiểu dưới thôi được tăng kiểu dưới sau cùng với IC và cùng IT có khi không phải đối thủ của những con lặng tà khó con này chơi rất to thế trận rất đang là khó. Có phải biết cách vật bé thế này thì cái tham lai của mình là chúng ta sẽ phải cảm thích hai chưa phải chém bốn chém chín rất đau cả Hoàng Nhi thì Linda chứng cặn chúng ta lại không có hiểu và các anh đang phối hợp công khai với bạn giờ thì quên chỗ cung đường kia đã khó rồi chưa có con gà những con chém nào vào chưa là bé
tí so với cái timeline của cái đỉnh ở thời điểm này.